Các bạn ơi, giấc này qua trưa rồi, 1 giờ chiều rồi. Đây, tôi đang đứng đây. Có lẽ đây là một cái con phố đẹp. Với tôi là một con phố đẹp nhất của Hà Nội. Trục tuyến phố Trần Hưng Đạo. Đây, các bạn nhìn này. Đây, góc này là tôi hướng cái chiếc máy iPhone về khu vực đồn thủy năm xưa đấy, bệnh viện 108. Còn quay ngược lại nha các bạn nhé. Đây, quay ngược lại là các bạn sẽ nhìn thấy ga Hàng Cỏ. Đấy, ga Hàng Cỏ. Thế như vậy là cái tuyến Trần Hưng Đạo là nối giữa đồn thủy năm xưa với cả ga Hàng Cỏ đây. Đấy, qua đấy là trước khi tới ga Hàng Cỏ là còn có cả quảng trường mùng 1 tháng 5 mà xây dựng cung văn hóa hữu nghị Việt Xô đấy. Có cái trục tuyến phố Quán Sứ nối vào cái không gian của quảng trường mùng 1 tháng 5. Đấy, về chùa Quán Sứ. Cái trục tuyến phố Trần Hưng Đạo các bạn ơi. Xây nhiều biệt thự thời Pháp cổ lắm. Đây. Cái căn biệt thự lối vào của 68 Trần Hưng Đạo các bạn thấy không? Có nguyên vẹn một cái kiến trúc cổng Á Đông không? Đó. Kế bên đây là cái dáng hình của những cái mái ngói và tầng 2. Đấy, căn biệt thự xây theo kiến trúc Pháp ấy. Đây, cái mái ngói cổng vào căn biệt thự 68 Trần Hưng Đạo. Lợp ngói này là như là ngói ống. Đấy, phủ rêu phong hết cả rồi. Cái cổng này nguyên vẹn bao nhiêu năm? Tám nhá. Đây, số nhà 68 nha các bạn này. Trần Hưng Đạo này. Đây, tôi đi kế bên. Tôi thích những cái dáng vẻ các cái căn hộ, nó rất yêu. Cũng là 68 nhưng là 68B, có thể chia ra. Toàn bộ cũng là cái khu biệt thự của số nhà 68 xưa thôi. Đấy, đứng ở góc nhìn này là các bạn sẽ nhìn thấy nguyên vẹn cái dáng hình của cái tòa nhà trong phía trước của cái ngôi biệt thự 68 Trần Hưng Đạo này. Đây là 68B nhé. Nếu mà như mà ngó qua cái cánh cổng này các bạn ạ, có lẽ là xưa là nguyên căn đấy, bây giờ họ phân chủ ra. Đấy, đặc biệt đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái cánh cửa sổ tầng 2 họ làm rất kỹ, kể cả có cái hoa văn. Cái hoa văn họa tiết như là những cái
cái bông hoa cuốn thừng hình chữ U theo cái viền đúng đặt của cả ban công, cửa ban công, cửa sổ tầng 2. Đây cái hệ mái này, ống máng vẫn còn nguyên vẹn các bạn ạ. Phố Trần Hưng Đạo đa phần tôi thấy là trồng sấu đây này các bạn này, đúng là tháng tư mùa lá sấu rụng. Đây cớ sao tôi đứng đây, đây là hôm nay là đưa vợ đi làm, thế nên tôi bảo vợ tôi là thôi em cứ dừng đây để anh đi bộ, tại vì khu phố này ít khi tôi lên lắm, rất ít khi tôi lên cái mảng trên này. Rồi bây giờ tôi sẽ đi cắt qua đường nhé. Tôi sẽ vào một cái con xóm mà nếu mà tôi vào lần này là lần thứ hai trong đời tôi bước vào, chỉ nghe tên xóm thôi. Tôi nhớ là cách đây 5-7 năm 30 hay là sáng mùng 1 Tết ấy, hai vợ chồng tôi đi bộ ra chùa Quán Sứ đi, thì cũng lang thang đi vào cái xóm này. Bây giờ tôi mới quay lại đây, chứ có cái việc căn cớ gì đâu. Đây, xóm này là xóm Hạ Hồi. Đối diện ngay phía trước mặt của cổng cái ngôi biệt thự 68. Đây 68 Trần Hưng Đạo các bạn nhìn thấy không? Đây xóm Hạ Hồi. Đây bên cạnh là cũng là một cái ngôi biệt thự 75, lại cứ chia ra là 75B, 75A, 75. Trần Hưng Đạo. Đấy cái tường rào của ngôi biệt thự 75 Trần Hưng Đạo chính là cái lối ngõ đầu tiên của cái xóm Hạ Hồi này các bạn này. Đây, khóa đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây đây lại thấy có một cái xi. Đấy cứ nhấc cái màn hình iPhone lên là đã thấy Hà Nội khác đi rồi. Kỹ hơn. Đấy, vậy tôi quay ra đây một chút xíu nói các bạn nhé. Đây tôi lại quay đây lại một chút để hướng về ga Hàng Cỏ nhé. Đấy, thì ở cái chỗ cái quảng trường bây giờ là quảng trường 1 tháng 5 trước cửa, trước cái khuôn viên của cung văn hóa hữu nghị Việt Xô đấy. Thì bây giờ họ đã xây cái trạm ga cuối của cái tuyến đường sắt nhổn đi ga Hà Nội đấy. Đường sắt đô thị mà nhổn đi ga Hà Nội, mà có lần tôi ghi hình cho bạn là đã có cái toa tàu mà nó chạy qua cái nút Cầu Giấy để về khu vực Đai U đấy. Đấy thì là cái nơi đây là sẽ là cái điểm ga cuối cùng của cái tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội làm ngầm. Đấy các bạn đã thấy là họ quay lại chưa, quay rào tôn lại. Đấy cái đó là 80, nếu mà đi tới xích một chút là tới 80 Trần Hưng Đạo, thì đấy là Bộ Giao thông Vận tải bên sát cái tuyến phố giã tượng. Đấy cái thứ đấy đó. Thôi bây giờ là tôi với các bạn cứ lặng lặng đi vào xóm Hạ Hồi nhé. Có đâu nói đó ở cái xóm Hạ Hồi các bạn. Đây xóm Hạ Hồi lặng lặng đây.
Đấy, cái khuôn viên của cái ngôi biệt thự kế cạnh, bên trong thì thấy có cả cây nhãn này. Đây, cái hình ảnh một cái bức tường cũ. Đấy, nơi này bây giờ trở thành nơi chắc là tập kết rác ở trong xóm này. Các bạn nhìn thấy cái nguyên vẹn vẫn là cái cánh cửa sổ thời Pháp mở ra mặt xóm, cười thật. Các bạn trẻ ngồi đây là một quán cà phê. Rất nhiều ngôi biệt thự này, một ngôi biệt thự. Còn nguyên vẹn đấy các bạn. Bên trong là cái nhà, cái gian nhà ngói phía sau lưng mặt sân là trở thành là nhà hàng đồ biển từ năm 1988 rồi. Thế còn đây là cái nhánh ngõ không biết số bao nhiêu, đi ra cái trục tuyến phố Quang Trung này. Thôi những người đi, tôi đi vào bên trong này. Đây, còn đây là cái nhánh ngõ cụt đấy các bạn. Ồ, cái nhánh ngõ cụt đấy đi vào này cũng có cái hay của nó này. Đây vẫn có cái bảng tin. Cái bảng tin tường viết phấn ngày xưa đây. Đây nhà ngõ là nhà số 9 các bạn nhá. Ồ, nơi đây là có lẽ là một cái, Paris là cái gì? Đây có cái góc Hà Nội. Các bạn đã nghe thấy cái tiếng chim sẻ chưa? Chim sẻ ríu rít đi trong ngõ của cái xóm, Hạ Hồi này. Cái tường rào của ngôi biệt thự số 9 trong ngõ xóm này. Ôi hay thật đấy, cứ vô tình nói vợ dừng xe để anh đi bộ, nguyên cớ là vậy này. Lạc vào một không gian cũ của Hà Nội. Cái biệt thự này thì cũng chia ra nhiều hộ lắm, tôi đếm sơ qua theo cái công tơ điện thì cũng đến 8 hộ trong đây này. Có lẽ đây là nơi mà buổi sáng họ bán đồ ăn sáng, có thể là bún măng miến gì đó. Bây giờ là cuộn lại đây, im phăng phắc trong cái tiếng chim sẻ. Trong xóm còn nuôi cả gà để thả rông để chạy này các bạn. Thế còn đây là chắc là một cái phần phần đất vườn xưa. Bây giờ là gia chủ một là bán, hai là xây cất lên cái tòa nhà cao tầng. Toàn tiếng chim thôi các bạn. Đây tôi đi tiếp các bạn nhé. Đây người ta nào cô.
Trời, cả một cái xe. Dáng vẻ này là cái xe này là xe cúp, chả hiểu cách tân kiểu gì, kỳ thật. Đây, căn nhà số 9 nhé, biệt thự. Đây, cái xóm ở ngoài các bạn thấy không, tôi ghi hình cho các bạn thấy là xóm Hạ Hồi. Thế nhưng mà lịch sử xem ra thì là cái tên Hạ Hồi là cái tên đọc trẹo thôi, nhưng mà không đúng. Tên đúng phải là xóm Hà Hồi cơ. Người ta nói rằng là khi mà vua Quang Trung đánh thắng trận Ngọc Hồi, Hà Hồi, Đống Đa đấy, thì cái người dân ở ở Hà Hồi là ở Thường Tín, thế mới thắng trận đấy, đi mới chuyển lên trên này, lập cái trại ở cái mảnh đất của cái vùng đất này, lập cái trại là trại đấy là trại tên là trại Hà Hồi, là từ cái thời là người dân ở Thường Tín, dưới Thường Tín chuyển đến đây đấy. Mà cái năm thắng trận Đống Đa lịch sử thì có lẽ là năm đấy là năm 1789 của đúng không? Có nghĩa là hơn 200 năm nay rồi. 235 năm nay rồi. Thế nhưng người Pháp về chiếm Hà Nội, Hà Nội thất thủ. Năm đó là cái năm 1800 873 đây, cái hướng này cũng là một cái hướng của cái nhánh xóm đi về phố phố Quang Trung đấy. Đấy, phố Quang Trung là sát với cả cái xóm Hạ Hồi đây. Thế thì Pháp mới chiếm lấy cái trại này để xây cất lên đây rất là nhiều các cái căn biệt thự, mà một căn biệt thự vừa rồi tôi ghi hình cho các bạn ấy. Đấy, để làm cái cơ sở, một trong các cái dinh thự đồn trú cho quân Pháp ở nơi đây này. Tại vì là nó là cái điểm giữa khu đồn thủy với ga Hàng Cỏ. Đấy. Thế nên cái căn cứ vì sao mà nơi đây là có rất nhiều các cái biệt thự, tôi sẽ đi vào nhé. Vừa rồi có một biệt thự. Đây, có lẽ đây là các bạn nhìn được một cái khuôn viên của một cái ngôi nhà trọn vẹn này. Cũng thời Pháp này. Đây, có cái ống khói lên này. Cái mái ngói là lợp là ngói ta, có lẽ vẫn từ thời đó đấy các bạn này. Đây là cái số này là số 23 của cái xóm Hạ Hồi đấy. Đặt tên là Hà Hồi thì đúng hơn là Hạ Hồi các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rồi tôi đi vào tiếp nhé. Đấy, nên là cái lịch sử mà hình thành lên cái xóm được gọi là xóm Hà Hồi này là từ cái người dân ở Hà Hồi Thường Tín chuyển lên 230 mấy năm nay. Đây. Ngập tràn. Tôi ghi lại cái khuôn hình này cho các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy có thể là cái dáng vẻ của một cái ngôi nhà dành cho cái quân lính Pháp ở năm xưa. Đấy, bây giờ kế đó là bên là cái khuôn đất trong xóm là đã xây cất nên các cái tòa nhà cao tầng hết rồi. Ở nơi đây yên tĩnh lắm. Đây, đây là cũng đến được một cái ngôi biệt thự này. Ồ, cái ngôi biệt thự này là hai vợ chồng tôi cái Tết năm gì cũng đi qua đây lại. Số này là số chưa biết số bao nhiêu rồi. Đây có một cây bàng. Cây bàng
khá là to trong khuôn viên của biệt thự này. Đây, biệt thự đây các bạn nhìn thấy không? Đấy, biệt thự đấy. Đây, tôi đi vào một chút nhé. Đấy. Đây. Đây, các bạn thấy nhà này nhà số bao nhiêu bác nhỉ? À, nhà 32. Cảm ơn bác. Đây, một biệt thự này các bạn thấy không? Rất hay ngôi biệt thự này là. Đây có cả cái lối xây cất cái dáng hình của cái đây lên cái chiếc cửa lên cái cổng chính này cái bậc tam cấp. Cái ngôi biệt thự này chắc lâu đời lắm. Ơ, tưởng còn hai ngăn kéo. Có nhớ ở trong tủ hết rồi mà. À, à, đây ở trong cái tủ kia. Vâng, đầy đủ hết. Sao, đấy. Sao anh... Sao nhà cửa im bìm bây giờ. Không, các bạn thấy xây ngăn ra chưa? Đấy, số 3. Số 32 nhé. Tôi ghi lại hình cho các bạn nữa. Các bạn thấy là xây số 32 nhé. Dạ vâng. Cái ngôi biệt thự này lâu lắm rồi. Từ thời Pháp nhỉ bác nhỉ? Ở trong này bao nhiêu hộ bác? Bây giờ bao nhiêu hộ ạ? À, 8 hộ. Đấy. Bác sống đây các bạn là 8 hộ đấy. Đây, cứ đi tiếp vào đây này. Quay ngược ra. Vào đây thì lại không thấy tiếng chim nhỉ. Đây, qua đây. Qua cái dây thép gai của cái bức tường thấp lắm. Ôi bức tường này chỉ mét mét ba đây. Đấy, các bạn thấy không? Đây cho bạn nhìn lại cái dây theo gai này. Cái nhìn cái dây thép gai này tôi lại nhớ cái vần thơ trong cái bài Đất nước của cái nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Dây thép gai đâm nát trời chiều. Đây, đi vào đây. Vắng tiếng chim rồi. À, giao đây thì nếu mà đi thế này ra đây các bạn ạ. Thì sẽ là ra cái tuyến phố Trần Quốc Toàn. Ôi nếu vậy thì tôi sẽ quay lại. Đây. Các bạn thấy ẩn chứa chưa? Thấy những cái không gian này. Rất nghệ thuật. 25B Hạ Hồi. Đây cái nhành hoa giấy mọc lên một cái góc tạm gọi là cái góc sân thượng, một cái khe sân thượng nhỏ. Đấy. Đúng là trong xóm Hạ Hồi thì nhiều biệt thự thật. Nhưng mà bây giờ là đây. Tôi ghi hình một cái căn biệt thự mà các bạn ấy thì cũng mất đi cái dáng vẻ biệt thự chưa? Đấy, chia cắt. Nên cái cổng vào cũng còn bị chia đôi. Nhà xây chòi ra giữa cái cổng vào lớn. Biến cái này ra thành một cái mặt ngõ, mặt khe thôi. Đây, chỉ nhìn thấy cái bên thân và cái cổng cửa sổ của cái ngôi biệt thự này thôi các bạn này. Bầm nát ra hết. Xóm yên tĩnh nên đâm ra là người dân trong xóm này cũng mở cái dịch vụ homestay cho khách nước ngoài thuê. Đây. Đây cũng là cánh cổng của cái ngôi biệt thự đây.
cũng bị chia ra hết. Sân ngoài vườn sau bây giờ là chia ra hết các bạn ạ. Buồn không? Thấy nhá. Ô. Đây các bạn này. Cái biệt thự này là cũng là cao tầng đấy. Thế nhưng mà đặc biệt là, ôi trời ơi, đây các bạn nhìn này. Kỳ không? Làm sao một cái mảnh đất vàng như thế này mà lại để hoang tàn, hoang phế thế này cơ, các bạn thấy không? Các bạn có nhìn thấy không? Không biết số nhà này là số nhà bao nhiêu. Số nhà 29. Một cái số nhà 29 trong cái xóm Hà Hồ. Có lẽ là đánh số thứ tự theo từng cái khu biệt thự ấy. Chứ nhiều nhánh nó ra, hai nhánh trong xóm Hạ Hồi đi ra đường Quang Trung, còn cái nhánh này là ra đường Trần Quốc Toản đây này các bạn này. Đây, xa xa là các bạn sẽ nhìn thấy cái biển phố Trần Quốc Toản này. Ôi cái này, đây cái bậc tam cấp cầu thang đi lên, cái mặt bậc đi lên góc này này, tôi hình dung như vậy này. Hệ thống ống thoát nước, cây dài bám vào mọc lên có lẽ hàng chục năm rồi, kỳ thật. Đây tôi đến gần để các bạn nhìn thấy nhé. Đấy kia không nhìn thấy, các bạn thấy không? Trời ơi, để hoang phế thế này, quay góc này dễ nhìn hơn. Đây, ghi hình góc này thì dễ nhìn hơn, các bạn thấy không? Ôi chào. Đây có lẽ là giờ tôi sẽ quay ngược ra, tôi sẽ không đi về phía con phố Trần Quốc Toản nữa, mà tôi sẽ đi ngược ra, tôi đón lấy cái tiếng chim sẻ ở trong xóm Hạ Hồi. Cái căn nhà này lại trở về cái ngôi nhà số 9, có cái tiếng chim sẻ và có cái góc cà phê Hà Nội nơi đó. Đây, các bạn ơi, tôi đi ngược lại ra chỗ cũ nhé. Đấy, đây là cái lối rẽ vào xóm trên cái trục đường Trần Hưng Đạo đấy. Chưa thấy tiếng chim sẻ các bạn ạ. Đây, bởi vì sao? Bởi vì có những cái người nghệ sĩ sống ở cái trong xóm Hà Hồi này, họ nói đây là xóm chim sẻ. Nói xưa là cây cối rậm rạp và xanh mướt khắp xóm, là cái nơi này. Đây, đây có chim sẻ trú về đây. Đây tôi lại quay lại cái chỗ này này. Díu dít suốt đêm. Đây những chùm cây si. Đây đúng là cây si đỏ ao đây. Đúng thật. Đây gốc si được các bạn ạ. Đấy các bạn nghe tiếng chim sẻ chưa?
lấy đàn chim sẻ cứ thế là đua nhau về đây để kiếm mồi. Đấy. Cái người làm thơ đầu tiên về cái xóm này chính là Cố Thi Sĩ Thi Nhị. Đấy là phu quân của cái nhà thơ Hoàn Thị Thanh Nhàn. Đấy, và cô Hoàn Thị Thanh Nhàn. Cửa sổ hai nhà cuối phố đấy. Không hiểu vì sao không khép bao giờ này. Thì ông đã để lại một cái câu thơ mà tôi rất thích đấy. Là xóm lại không phải xóm đâu, giữa lòng Hà Nội ngõ chim sâu, mấy khuôn vòm nhỏ êm như thể lọc hết êm du phố xá vào. Đấy là ông ấy viết về có lẽ là nơi đây, có lẽ là nơi đây đấy. Cái phần thơ của phần thơ đấy là có lẽ là nơi đây này các bạn này. Cái phần thơ đấy đáng yêu thật, của Thi Sĩ Thi Nhị này. Là xóm lại không phải xóm đâu, giữa lòng Hà Nội ngõ chim sâu, đúng đây là ngõ thật. Mấy khuôn vòm nhỏ êm như thể lọc hết êm du phố xóa vào. Đấy. Xíu xíu như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ đi thẳng nhé. Tôi đi thẳng cái tuyến ngõ này để ra cái phố Quang Trung, tại vì nơi đây hình như bảo là cái nhà số 6, không hiểu là một cái ngôi biệt thự, khuôn viên đấy là nhà của nhà văn Kim Lân ấy, là bố của họa sĩ Thành Chương ấy. Đấy, bảo là đây là cái xóm của các họa sĩ, không hiểu có đúng không? Mà cũng nói là cái căn nhà số 7 là xưa là ở đây, xưa là của là có cái gian phòng của họa sĩ Dương Bích Liên, là cũng đã từng sống ở nơi đây rồi. Đấy, họa sĩ Dương Bích Liên này. Sáng Nghiêm Liên Phái, Phố Phái Gái Liên. Đấy. Tôi nhớ là ông đâu sinh cỡ năm 1922 mà. Cũng mất cùng năm đấy cả. Họa sĩ... Đây, các bạn thấy không? Ở đây là số 6 đi. Nhớ thế thì... Nơi đây là cái nơi... Sống của nhà văn Kim Lân. Nhà văn Kim Lân ông viết rất ít. Tôi nhớ là chỉ có Vợ Nhặt ấy. Đây số 6 này. Đây. Hay không? Vào xíu nhé. Đây các bạn thấy. Ôi chào chào. Có lẽ là cái nơi đây là còn có cả con nhà văn Kim Lân, hình như là họa sĩ, cũng là họa sĩ Nguyễn Thị Hiền hay sao. Đây, cái ngôi nhà số 6. Đối diện là ngôi nhà số 5. Thế cái nhà số 7 thì sẽ ra đây này. Nếu mà không đi với đã số 5 này. Thì số 7 ở đâu nhỉ? Đây là 5A này các bạn này. Đây nhá. Nếu mà nói là số 7 ở Hạ Hồi, cái nhánh Quang Trung rẽ vào là cái nơi mà xưa là họa sĩ Dương Bích Liên, có lẽ là đây. Không hiểu có phải đây là số 7 không? Không theo đúng. Đây. Đây cũng là cái, chính là cái ngôi, cái ngôi biệt thự đầu tiên tôi ghi hình cho các bạn đây. Thế còn cái ngôi biệt thự kia là ngôi biệt thự bên số 9 rồi, thì là số 7 đây này các bạn này. Đúng rồi. Đây. Đây, số 7 đúng gần.
súng vậy, vẫn là hạ hồi nhưng mà hạ hồi. Đây, trở thành nhà hàng rồi. Không phải các bạn ạ, không phải. Đây, cái biệt thự số 7 này là không phải là cái nơi ở của họa sĩ Dương Bích Liên, mà họa sĩ Dương Bích Liên là ở tầng 2 kế với cả cái ngôi nhà số 6. Đây, tôi đi lại nhé. Của nhà văn Kim Lân. Và tôi đi lại đây này, cái ngôi nhà số 6 vừa rồi nha các bạn. Thì kế đó là đây đây đi. Đây. Đây, anh Nguyễn Tiến Dũng là người con của nhà văn Kim Lân có nói đây này. Đây. Đây, nơi đây là nơi sinh sống của nhà văn Kim Lân. Đấy, nói là nhà văn Kim Lân là cha anh đã viết những cái tác phẩm Nên Vợ Nên Chồng là năm 1955 này, Con Chó Xấu Xí năm 1962 này, rồi là Hiệp Sĩ Gỗ này, Ông Cả Ngũ, và tuyển tập Kim Lân vào năm 1998 là ra đời ở nơi đây này, nhà số 6 đó. Đấy, tôi ghi lại một chút cái nhà số 6 nhé. Đấy, con nhà số 4 đây. Trên tầng 2. Đây, số 4 đây. Đây, số 4 đây. Cũng là một ngân biệt thự. Đây, đây này. Góc đây có một nhành trúc đi ra này. Thì có lẽ là tầng 2, một cái phòng tầng 2 nào đấy mới là cái nơi sống năm xưa của họa sĩ Dương Bích Liên. Phố phái Gái Liên. Họa sĩ Dương Bích Liên thì thực ra là như tôi được đọc là ông là con người cuối đời bất hạnh. Đấy, những năm cuối đời là họa sĩ Dương Bích Liên là chán sống, là ông uống rượu thay cho cơm đến lúc chết, đến khi ông mất thì có những cái mối tình ảo giác một chiều với những cô người mẫu. Họa sĩ Dương Bích Liên cũng rất nhiều lần ông là bạn thân của họa sĩ Bùi Xuân Phái, cũng ghi được rất nhiều cái tấm hình hai họa sĩ chụp với nhau ở cái căn nhà của họa sĩ Bùi Xuân Phái ở phố Thuốc Bắc. Đây, có lẽ là một đó. Đấy, đây số 4 các bạn nhé. Đây, nơi đây bây giờ trở thành quán bar rồi. Đấy, xíu xíu vậy thôi. Có lẽ là tôi sẽ dừng hình xóm chim sẻ, xóm họa sĩ ở nơi đây thôi. Đấy, để nâng cái bước chân tôi đi, nói những cái chuyện có thể về Hà Nội, về vùng góc Hà Nội xưa và nay, thì các bạn nhớ là nhấn đăng ký và chia sẻ rộng rãi kênh Hà Huy Hà Nội Vlog các bạn nhé. Đây. Luôn chúc các bạn sức khỏe và bình an.